Sao thế? Quần này giống với quần lần trước đấy, nó sao rộng rồi? Rộng. Vậy nó lớn anh ngồi không? Nếu nó chặt là nó anh mọc ra đúng không? Đừng có nói chuyện mọc đây. Giờ lên Milan ha. Tổn thương. Tổn thương. Hai ba. Bách rốt. Đúng rồi. Thanks nha. Đâu thấy xong đâu. Anh Huy đi nhập, anh Huy nhớ uống cái cô này, uống cái cô cô ca trong hầm đào cạn ngay ca đào ở đó là vậy. Nó còn bệnh đi phim hai không chưa có hàng tiền lời cho hả ông, mà nó đâu quay ở trong đó không, quay ở ngay cái khu rừng người chết á, khu rừng rửa xác à, khu rừng rửa xác không mà ngày đó luôn nó quay còn chỗ đó còn lên bối cảnh xa hơn là mình rửa trong kia mà sẽ lấy kim nguyên ở nguyên cảnh đó, kim nguyên thì lên trên đó nguyên giờ cảnh đó đấy, gần như là có 6 năm nha.